Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop kỷ niệm 1 năm của sàn Abiswap được chạy trên chuỗi mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Thì mình đang chia tổng giải thưởng là 10.000 token Panama các bạn. Thì chương trình airdrop này random các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình info các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Chơi này con kèo này không ghép hên xui các bạn. Rồi tiếp tục theo dõi Binama Twitter nữa bạn, nó tự động nó theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn tweet nè, kỷ niệm 1 năm sinh nhật của mình sập trên 1 tuổi copy sao chép. Rồi các bạn log trang web lên các bạn nhấp vào, các bạn log trang web vào lại nè. Rồi sau khi các bạn log trang web xong, các bạn tweet Twitter nữa, các bạn bấm vào tweet nữa, rồi bấm đăng test nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nữa. Các bạn bấm continue, sau đó retweet Twitter nữa. Rồi vào đây các bạn like và tweet tăng 3 người bạn và comment nha các bạn. Rồi các bạn thích nè, các bạn chỉ dẫn cho tweet nè, các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè, tweet lên nè, sau đó các bạn bình luận luôn các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời luôn các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi bấm vào continue. Sau đó thì các bạn join vào Discord nè các bạn. Bấm thăng random. Rồi trên Discord thì bạn chấp nhận lời mời. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Discord này chạy khá là lâu. Trên Discord thì bạn lướt xuống ra, bạn bấm vào một thăng random nè các bạn. Phải không ta? Bạn hoàn thành thêm một bước nữa. Bấm vào một hoàn thành nè các bạn. Rồi, các bạn tôi đồng ý vào điều khoản quy định là bấm gỡ. Rồi, sau đó các bạn chat vào một câu đi các bạn. Để nó chép mình không phải là người máy nha các bạn. Good airdrop đi. Rồi các bạn gỡ. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue. Sau đó các bạn join vào Discord nữa nè. Rồi trên Binance Smart Chain các bạn chấp nhận là mời người ta bạn. Trên Binance Smart Chain thì các bạn bấm vào verify hiên các bạn. Phải không ta? Verify không biết gì luôn. Verify. Các bạn chờ chút xíu các bạn, để mình tìm trên con Discord này. Trời ơi, địa chỉ BNB Smart Chain chỗ nào trời? Ta here. Các bạn bấm vào một chat nè bạn, một thăng chat nè. Gặp rồi. Đó. Các bạn. Rồi mình chat một câu đi các bạn. Trời, nó không kêu gỡ địa chỉ BNB Smart Chain sao? Không gặp cái chữ BNB nè. Không có thì bạn mới up lên đây bạn. Này nó không yêu cầu. Rồi các bạn mới up lên đây bạn, bấm vào continue các bạn. Rồi Receive style yes. Này nó không yêu cầu cái địa chỉ này. Sau này mình sẽ công bố người chiến thắng các bạn. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram thì các bạn theo dõi nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Bấm vào continue. Rồi follow minimum nè. Get 3 giây. Follow luôn nha bạn. Ui trời. Rồi các bạn like vô tay nó vài cái luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên. Rồi bấm vào continue. Tiếp tục join kênh Telegram nữa.
Trên kênh Telegram hôm nay bạn xôn xào các bạn. Để mình chết qua cái. Rồi các bạn bắt đập là luôn đi. Rồi bạn không có tuy nhiêu. Xôn kênh Telegram tiếp tục. Sorry nhấn chat. Rồi các bạn cứ bắt đập lên đi các bạn. Bấm vào continue nữa. Rồi tiếp tục son get dit nhắm chat nó đây đầy hay. Rồi các bạn bấm vào son community nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè các bạn. Bấm continue nữa. Tiếp tục like sang cao cấp cô nữa. Xin cao cấp cô. Hiện tại tập cần Ali Banam Ali Swap nữa, tập cần Panama Banana này 4 đô gần 5 đô trong tập cần các bạn, khá là tăng cao luôn. Rồi các bạn bấm like nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn continue luôn nè. Land and then book Venice Bay. Tiếp tục bằng visit xem qua cái dự án của nó nè các bạn. Rồi các bạn xem qua chút xíu thôi các bạn, rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bấm vào continue các bạn. Tiếp tục limo boy pc nè. Cái này hồi nãy rồi mà ta download ghi hút video các bạn, chờ một chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn bấm continue nè. Sorry like phần bay. Rồi các bạn vào bấm continue phần. Rồi tiếp tục thì nhấp vào đây nè. NFA này, những website nữa thôi các bạn. Mình xem qua những website nữa thôi. Đây là cái sàn của nó nè bạn. Các bạn copy cái sàn đó, các bạn connect dí luôn đi thôi các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate của tất cả các bạn ra nè. Các bạn vào một đáp nè. Rồi các bạn bấm vào connect nè các bạn. Các bạn chọn dí chocolate của tất cả các bạn nè. Kết nối luôn. Sàn swap của nó nè bạn. Có farm, có bull nữa nè bạn. Sàn này ngon quá. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi ta. Rồi bạn nhấp vào continue các bạn. Sàn này trước kia mình đã có swap rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn check out website của nó nè. Các bạn xem qua website của nó nè. Ui. Này nãy có rồi mà ta. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue tiếp tục nè. Tiếp tục visit get it nè. Rồi các bạn bấm vào son community nè các bạn. Rồi các bạn like luôn các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào continue nè. Rồi tiếp tục còn visit xem qua website cái đít thứ hai của nó, kênh thứ hai của nó nè các bạn. Rồi kênh thứ hai này mình bạn nào chưa join net thì bấm vào join net nha các bạn. Rồi các bạn like luôn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue luôn nha các bạn. Rồi vậy là xong nha các bạn. Rồi sau này mình sẽ cập nhật thông tin dự án này cho các bạn sau các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo.